Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Metta. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được kính hiệu Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Mình kính đại quý bà quý cô tu nữ, đọc ra dạ như quên mất chị em nên bị gián đoạn. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa. Dạ cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Mình kính chào người phương Nam, mến chào Thanh Hoan, mến chào Như Quang, mến chào Thi Lâm, mến chào Sích Thiền Vũ, mến chào Quang, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Trân Thư, kính chào Hiển Mộng, mến chào Hạnh Dung, kính chào chị Metta và mến chào Kim Nhung. Và nãy giờ bị ngày hôm qua, tình trạng là không áp đích được của quý vị để kéo vào đạo tràng. Nên nãy giờ Nhật Quỳnh chạy lại đạo tràng, thấy Đích Thiền Vũ, thấy Đích Quang, thấy Đích Thanh Hoàng. Nhật Quỳnh lo áp nó trước, để lỡ có trường hợp nào xảy ra như ngày hôm qua thì Nhật Quỳnh có thể kéo quý vị vào được. Chứ nếu không thì như ngày hôm qua thì Vinh Quang nhờ Nhật Quỳnh kéo mà áp mít đâu có được đâu, banh thoát đâu có cho áp mít đâu mà kéo. Nên nãy giờ thấy quý vị vào mừng quá, không có dịp chào gì hết mà để đó áp mít trước. Và để là bây giờ áp được rồi đó quan, giờ Nhân Quỳnh áp của quan vô là im ru không có chuyện gì hết. Nên nếu mà mai mốt mà đỡ có chuyện gì mà không vô rung được thì quý vị có thể kêu Nhật Quỳnh kéo vô. Không biết có nắc áp với Nít Thành Dung chưa, chưa biết quên rồi. Dạ, nói ba điều bốn chuyện và con xin sám hối với đạo tràng, con xin sám hối với Ngài Pháp Thanh. Dạ, lý do là ngày hôm qua đó bạch Ngài là trong đạo tràng chúng con á, mới đầu thì Ngài Trí Đức mở rum thì chị Metta vào không được, sao đổi con mở rum cũng không vào được, rồi nhiều vị không vào được đạo tràng ngày hôm qua đám mạch Ngài. Nên ngày nay con phải áp nít và áp nít mời quý vị trong đạo tràng để mai mốt lỡ có chuyện gì mà nó đặc biệt như vậy nữa thì con có thể kéo được quý vị này vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Metta rất nhiều đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay, dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to
Samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang đuống chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lỡ đạo dạy đời, nhắm vườn lộc cha ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đảm lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ, con xin được phép đọc chánh kinh trước khi con thỉnh ngài lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ. Dạ, bạch sư, sư cho con một tín hiệu. Con có phải đọc cái đầu bài phẩm thiêu cháy không bạch sư? Tuần rồi thì con đã đọc rồi, nhưng mà bây giờ là tuần rồi sư giảng bài số 1 La Mã. Nhưng mà bây giờ mình sư giảng tới bài số 2 La Mã. Vậy mình có phải đọc cái phần đầu tôi nghe như vậy không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu, hay là mình bỏ phần đó? Mình chỉ đọc cái phần số 2 La Mã thôi bạch sư. Sư cho con một tín hiệu, đọc sao cho đúng ạ. Con thấy sư chưa trả lời. Dạ, con xin được đọc cái đầu đề đi. Dạ, đọc phần thứ hai thôi. Dạ, con thi ân sư. Dạ, số 2 La Mã. Cho gì? Cho gì là cho lực? Cho gì là cho sắc? Cho gì là cho lạc? Cho gì là cho mắt? Cho gì cho tất cả? Xin đáp điều con hỏi. Thế Tôn, cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ xú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, Nhật Bình xin chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quá. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ.
Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ đạo tràng chúng con chưa nghe được âm thanh của sư. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư cầm bích ạ. Con kính nhân bích đến sư. Nếu mà Bích Tha, dạ, dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ kính chào Vinh Giang Nhất Hà mới chào đạo tràng. Dạ một lần nữa, sư có nghe được âm thanh con không? Lúc nãy con thấy sư đưa tay rồi mà sư cầm mic lại không được. Bây giờ sư em ru luôn rồi. Dạ sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Rồi xong ngay rồi quý vị ơi. Không biết bên đường nét của sư bị trục trặc cái gì rồi. Không thấy sư cho tín hiệu gì hết. À, giờ đạo tràng chúng ta làm sao đây quý vị? Ngày hôm qua không vô được thì có giảng sư. Bây giờ có mình vô được đạo tràng thì lại giảng sư bị trục trặc. Đúng là nghe chánh pháp rất khó phải không quý vị? Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhắn nhẫn hả? Dạ nhắn nhẫn thì giờ phải cầm mic. Chứ nếu không cầm mic á, ai vô cũng tưởng là làm cái mic của mình có vấn đề, là chạy ra chạy vào, chạy tới chạy lui. Giờ làm sao đây? Sinh hoạt tự duyên hả? Đó, thư chạy ra rồi quý vị, thư chạy ra rồi siêu vào, không sao đâu. Dạ rồi, chưa bị kẹt á. Nãy như Quỳnh thấy sư đưa tay rồi, nhưng mà sư cầm mic lên bị trục trặc một chút. Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Ồ vậy hả Quỳnh? Dạ con nghe thấy sư vào đạo tràng rồi, sư có nghe được con? Dạ con kính nhân mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ là thanh quý có nghe được không? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh. Hồi nãy sư đọc mà không thấy ai hết. Bây giờ nghe rõ. Cảm ơn. Và kính lễ Phật Bảo đã từ bi trí tuệ viên mãn, ngài diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy ca thiên loại đệ tử sinh nghiêm tịnh nhân khẩu ý các dương phúc pháp tương dược ngăn trị tâm bởi tất sanh thịnh pháp an. Đệ tử sinh tịnh thân khẩu ý tác ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng, các ngài lòng sanh là phước hạnh của chư thiên và nhị do báo tăng ân tăng bảo cầu mong chư tôn đức pháp ngang quý tuổi bình an quan hỷ giới tự cầu mong tất cả chúng sanh vui hạnh phúc. Quý vị thấy có cái trong đời chúng ta chuẩn bị, nhưng mà tất cả nó diễn ra không phải như cái ý mình mong muốn. Ngày hôm qua là không biết sao mà cái đường truyền là coi như là khi mà sư vô rung như kỳ viên để mà giảng bài vô không được luôn. À còn đời chắc cặp sư nghe cái cô Nhật Quỳnh cũng đó lúc vì cái vấn đề trục cái gì
thì ngày nay này đó, chư thiên chư Phật cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, thì Đức Thế Tôn cho gì cho tất cả, xin đáp điều con hỏi. Và Đức Thế Tôn đã trả lời cái vị chư thiên này như sau: cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ thì ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp vì ấy cho bất tử. Thì trong cái bài kinh mà vô thường khổ não vô ngã, thì quý vị thấy rằng cái bệnh của tất cả chúng sanh trong đời sống là ăn. Nếu mà chúng ta mà không ăn thì không có tiếp tế được những cái dưỡng chất để cho cái cơ thể này nó sống, duy trì cái thọ mạng. Thì ở trong kho tàng pháp bảo cũng cái pháp thứ nhất mà đề cập đến là gì? Là tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Vật thực đây không phải là cái đồ ăn không, mà kể cả cái dưỡng khí chúng ta hàng ngày chúng ta thở nè, rồi chúng ta phải uống nước nè, rồi những cái thức ăn là nó nhằm để cung cấp để nuôi cái thân ngũ quẩn này. Thì cái thân ngũ quẩn này đó là gì? Nó hình thành do nhân do duyên, do duyên nghiệp và tứ đại hợp thành, sắc thọ, xin lỗi, đất nước lửa gió. Thành ra đó, nếu mà chúng ta không đem cái gió ở bên ngoài đưa vô, chúng ta không đưa nước vô, rồi chúng ta không đưa những cái dưỡng chất vô đó, thì cái thân này nó sẽ tiêu hoại. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng trên cái đời sống là cái vấn đề mà sinh hoạt đời sống hàng ngày, thở không được cũng khổ, uống cũng không được cũng khổ, ăn không được là cũng khổ. Cho nên đó là cái khổ ở trong cái đời sống hiện tại của cõi nhân loại. Những chúng sanh ở cõi khác, như cõi chư thiên rồi đó, thì ta khác hơn, ta có phước, thì cái vấn đề cái khổ của người ta nó giảm thiểu. Nhưng mà chúng sanh ở nhất là cõi nhân loại và súc sanh thì vấn đề mà bảo tồn mạng sống, tìm kiếm cái vật thực để nuôi mạng là một cái điều khổ. Rồi khi mà chúng ta mà không có được ăn uống thì sao? Cái cơ thể chúng ta nó yếu dần, nó không thể hoạt động. Nếu mà bây giờ đó, mà trong vòng đôi ba giờ đồng hồ mà nếu mà chúng ta mà không có được uống nước thì sẽ nguy hại tới tính mạng. Rồi nếu mà trong vòng 7 ngày mà chúng ta không có được ăn uống những cái đưa vào những cái vật thực thì cái cơ thể chúng ta nó yếu dần, không thể hoạt động, không thể di chuyển. Cho nên là khi mà trong đời sống chúng ta thở bình thường, chúng ta uống
bình thường, và chúng ta có những cái vật thực à, ăn uống bình thường thì chúng ta sẽ có cái sức khỏe à, giống như mà à, một cái máy. Ví dụ quý vị thấy chiếc xe thì à, khi mà một cái xe đó mà nó hoạt động thì nó phải có gì đầy đủ cái hệ thống điện à, phải hoạt động tốt, rồi phải có đầy đủ cái nhiên liệu à, là xăng hoặc dầu à, thì khi mà đầy đủ những cái yếu tố đó thì cái xe nó có thể hoạt động. Cho nên là khi mà dân cúng bịch, tức là cho cái sức mạnh à, sức lực ở đây để mà cung cấp cái năng lượng để cho cơ thể nó hoạt động. Rồi khi mà y phục nha, là cho sạch. Bình thường mình thấy cái thân thể mình á, tại sao à, nó được bao bọc bởi à, cái lớp da à, thì à, tùy theo à, chúng sanh cái duyên nghiệp à, mỗi chúng sanh à, có cái màu da nó khác nhau, nhưng mà đó cái loài à, loài bàn xanh, loài súc xanh thì nó có cái bộ lông để che phủ, nhưng mà cái con người thì cái lông nó thưa thớt thôi à, cho nên á là nếu không có được cái gì mà che phủ thì cái thân hình nó lõa lộ à, nó những cái khiếm khuyết, nó thấy thì thấy nó rất là thô thiển xấu xa nha đó. Nhưng mà ngược lại có những cái tôn giáo à, họ là khi mà người mình sống mà lõi vậy à, thì những người đó là bậc thánh nhân. Nhưng mà ở cái thời đại mà tiến bộ văn minh, mà nếu mà chúng ta mình sống giống như người thì thời tiền sử à, thì con thỉnh sư gặp mít trở lại bạch sư, đạo tràng chúng con không có nghe được âm thanh của sư nữa rồi. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. À. Cái đó là không có. Quan hỷ cho trong giây lát sư rớt mít nữa rồi quý vị ơi, sư chạy ra khỏi rung rồi. Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con dân mít đến sư ạ. À. Dạ sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không quý vị ơi? Dạ cảm ơn thanh hoàng. Dạ cảm ơn đạo tràng.
Dạ bạch sư, sư nghe âm thanh con không bạch sư? Thì cho con một tín hiệu để con kính dân bích đến sư ạ. Dạ con kính dân bích đến sư. Nó mô thầm mà giá dạ. Không biết là nghe được câu giá dạ. Nhật Quỳnh thì cho ăn là cho cái sức mạnh, cho y phục là cho cái dùng sắc, rồi cho phương tiện di chuyển, xe thuyền là an vui, quý vị thấy là nếu mà bây giờ mình phải đi xa, nếu mà mình không có được những cái phương tiện đó đó, mình đi đi bộ nó rất là khổ. Khi phương tiện sự an lạc, phương tiện mình phải chịu khổ đau trên thì những cái sức của mưa khác nguy trên đường, như là rắn rít rồi chẳng hạn. Khi mà chúng ta tạo cái phương tiện mà xe thuyền là giúp cho cái người đó tránh bớt được những cái khổ đau trên cái đường đi. Cho nên nói cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Là khi mà chúng ta muốn nhìn rõ một cái vật gì, nếu mà không có ánh sáng mặt trời hoặc là những cái ngày mà tối mây mù, thì nếu mà không có đèn thì chúng ta không nhìn thấy rõ được mọi vật. Cho nên là khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí đèn gọi là cho mắt sáng để mà tạo cái nhân, để những cái người khác người ta thấy rõ, để tránh đi những cái điều mà tai hại. Nếu mà bây giờ khi bất chợt ở trong ngôi nhà của mình mình sống thường ngày, nhưng mà vô tình điện cúp bất chợt thì quý vị sợ soạn nó cũng khó khăn, hay là cần tìm cái quẹt, cái hộp quẹt để đốt đèn, hay là hoặc là tìm cái những cái vật dụng thì nó rất là khó. Cho nên là khi mà có đèn, có ánh sáng thì chúng ta sẽ trông thấy tất mọi vật một cách cho đèn là cho mắt. Ai có trúng
lo tất cứu thành hư như thế là quỳnh. Cho nên là khi mà chúng ta có được cái trúc xứ che mưa đỡ nắng, đạo tràng hoan hỷ chào sư trong chốc lát cái gì hôm nay sư khổ thiệt mà mình cũng khổ theo luôn phải không quý vị, thì té suốt luôn à. Dạ đạo tràng hoan hỷ, sư cũng cố gắng lắm rồi, dạ té lên té xuống hoài. Dạ bây giờ con thỉnh sư cảm bích bạch sư. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Chị này sư cảm bích cho chắc đi bạch sư, còn nếu không nữa sư có nghe được âm thanh con không? Nếu không nữa sư rời hẳn băng tốt rồi sư, rồi sư trở lại cơ nó có tốt hơn không sư? Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Chúng con chịu khó ngồi chờ sư một chút, sư rời hẳn băng tốt luôn. Dạ rồi sư trở lại coi nó có vững không chứ, con thấy sư cảm bích không có vững. Dạ sư có nghe con liên tục không sư? Nếu không thì sư thử là một lần nữa đi. Dạ thử lần nữa, nếu mà không được nữa sư rời hẳn mình thoát luôn. Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Hà Giá. Dạ thì bây giờ cho cái túng sứ là có được cái trú xứ an ổn để chúng ta mới có điều kiện để mà tu tập. Cho nên là khi mà có trú xứ là nhờ cái trú xứ nó cũng bớt khổ đau, tránh được bệnh tật, sự dày dò của thời tiết. Cho nên là cho trú xứ là cho tất cả ai giảng chánh pháp vì ấy cho bất tử. Thì những cái kia đó, cơm nước, y phục, phương tiện, đèn đuốc, là trú xứ đi chăng nữa đó, là nó chỉ là những cái vật chất để hỗ trợ. Còn khi mà chúng ta hiểu biết được chánh pháp thì nhờ có hiểu biết được chánh pháp, chúng ta sẽ có sự cố gắng nỗ lực tu tập và sẽ đi đến cái sự giải thoát. Cho nên khi mà ta đạt đến cái diệt trừ tất cả những cái phiền não thì chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta còn vướng bận trong đời sống và trong vật chất, trong tiện nghi, thì chúng ta còn nhiều khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp, chúng ta hiểu biết được chánh pháp, chúng ta tu tập vượt ra tất cả những cái này. Ở trong đời sống, ăn là quan trọng, mặc là quan trọng, phương tiện tiện nghi trong đời sống là quan trọng, nhà cửa là quan trọng. Thì chính vì cái chúng ta lẩn quẩn trong cái này mà nó trói buộc chúng ta khổ đau, chúng ta làm quần quật, không ngơi nghỉ. Là gì? Là chính là những cái này, ăn uống, rồi nhà cửa, tất cả những cái này, nó là những cái sợi dây trói buộc. Thành ra đó, khi mà chúng ta vượt thoát ra thì chúng ta sẽ được an ổn. Quý vị có cái nhà thì quý vị phải lo
phải sơn phết. Nó hư trong này thì phải sửa trong này. Nó hư chỗ khác phải tu bổ sửa chỗ khác. À, có cái khổ nếu này không phải mà cầu kỳ, phải đầy đủ gia vị rồi phải trang trí rồi cho nó đẹp, phải như thế này phải như thế kia, thì nó khổ. Chắc là quý vị hết nghe rồi phải không? Em nghe hả? Dạ, cảm ơn. Nói giật cái nó mất tiêu rồi, không biết. Thành ra đó, chúng ta nói sao? Ăn no, miễn mình no bụng được rồi. Những cái vật thực nào nó phù hợp ăn vô mà nó không có gây cho mình khổ đau, nó tiêu hóa tốt đẹp là được. Đừng có đòi hỏi cầu kỳ là phải ăn chay, là phải ăn mặn, là phải như thế này, phải như thế kia. Vậy đó, có chi dùng nấy. Rồi mặt thì cho để cho nó bảo vệ che chở cái thân thể này, thì cái gì cũng tương đối cũng được thôi. Nếu mà mình dơ bẩn xề xà quá thì coi nó không được. Chỉ cần sạch sẽ tươm tất là được đó. Chứ không cần đòi hỏi phải cầu kỳ. Rồi cái trú xứ cũng đó, nó vừa phải. Không bao nhiêu đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu à. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Vinh Nhất Hà. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Rồi, sư tại ra ngoài nữa rồi quý vị. Quý vị kiên nhẫn chờ một chút xíu nha. Dạ, kiên nhẫn chờ chút xíu coi. Chắc kỳ này chắc sư chạy ra khỏi banh thoát luôn quá. Rồi vào lại với thấy cứ chạy ra chạy vào rung quay cầm mít không có vững. Dạ, quý vị quan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, con thấy sư lại trở vào đạo tràng nữa rồi. Dạ, nếu mà sư cảm thấy mệt, sư dùng nước đi bạch sư. Mặn nước chút xíu đi rồi sư cầm mít trở lại để cho nó vững chút được không bạch sư? Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không? Con có hôm con cũng té đùng. Hôm nay hên quá thì con không té, mà sư thì cứ té hoài. Rồi con kính nhân mít đến sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. À, dạ, cảm ơn Giang Nhất Hà. À, thành ra đó, chúng ta đừng có quá chú tâm vào những cái vấn đề bên ngoài, mà chúng ta phải quay lại để chúng ta dành thời gian để học hỏi, để thực hành chánh pháp, thì sẽ đạt đến cái sự an vui. Cho nên là trong đời sống cũng vậy, chúng ta biết rằng những cái vật chất xung quanh nó cũng là quan trọng trong đời sống, nhưng chúng ta đừng có quá đòi hỏi cầu kỳ thế này thế khác, thì chúng ta sẽ được an ổn. Càng giản tiện, càng tri túc thì chúng ta sẽ có cái sự an vui, và chúng ta nỗ lực tu tập để đem đến cái an lạc trong đời sống. Thành ra đó, trong đời sống thì chúng ta biết những cái gì là thiết yếu và quan trọng, thì chúng ta sử dụng, còn những gì mà nó đòi hỏi cầu kỳ thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. Cho nên là muốn an ổn thì chúng ta phải biết một cái đời sống tri túc đầy đủ để chúng ta có thể sống được là tốt. Thôi bây giờ chắc mời đạo tràng cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm. Tuyên truyền hôm nay thì nó thời tiết thay đổi, rồi virus rồi kia nó cũng tấn công quá nhiều. Thành ra cái đường truyền là nó cũng không có được ổn. Xin các ngài cũng như tất cả quý vị cũng quan hỷ thông cảm. Và bây giờ xin cung thỉnh Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cái phước báo này kính cầu mong Chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập trong đời sống, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ xin mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ. Có lẽ sư chạy qua ra chạy vào và sư mệt rồi. Rồi sư muốn nghỉ. Còn rất sớm mà sư. Dạ, còn rất là nhiều thời gian, nhưng mà thôi sư nghỉ chút xíu đi. Dạ, sư dùng nước sư nghỉ thôi chút xíu đi, chứ không biết chạy ra chạy vào rất là mệt. Mà bây giờ thì lúc chút khúc chót này thì chúng con nghe âm thanh của sư tốt rồi, nhưng mà thôi sư nghỉ một chút. Dạ, còn thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tách nước ở tỉnh Thất Tiền Hảo Tiền Hữu ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy trong này có hai người hùng, đó là nhà công ty ân sư và hai người hùng là Quỳnh Quang và Quỳnh Giang Nhất Hà. Bây giờ có thể hai vị đánh tù tì đi, đưa bàn tay mình lên đi. Dạ, đưa bàn tay mình lên đi để đỡ mít cho sư nghỉ ngơi chút xíu đi. Rồi mình hãy đặt câu hỏi, chứ giờ mình thỉnh ngài nghỉ chút mà mình đặt câu hỏi thì ngài lại phải trả lời liền, rất là cực. Dạ, chạy ra chạy vào rất là mệt. Mến chào Phước Biển Vi Nhân và vào đạo tràng. Nàng lái xe hả? Sao vừa cột nghe được, trời ơi, đừng nói vậy nha. Ở trong này có hai cây cột, một cây cột thì đang lấy xe rồi, còn một cây cột đòi dựa thì lấy ai mà dựa đây? Nhà trong đạo tràng cho Nhật Quỳnh ý kiến thôi. Bây giờ Quỳnh Giang Giang Nhật Hà là đòi dựa cột nè, quý vị cho ý kiến đi, tính sao? Kim Nhung, Thanh Hoàng, Thiện Vũ, dạ, quý vị cho ý kiến nè, tính sao đây? Hạnh Dung nữa nè.
Alo, alo. Tính sao đây quý vị? À thì ra là vậy đó, nghe không? À, mà Quỳnh có thấy Kim Nhung chắc lên hơi vậy đi không? Vừa cột cho khỏe và nói chuyện với Rôm nha, nghe chưa? Mời mấy cô, tại sao mời mấy cô được? Thanh niên ở đâu cần thanh niên có, ở đâu cái gì, ở đâu cần thì ở đâu khó có thanh niên, mà giờ nó mời mấy cô làm sao? Bây giờ là chung đang khó khăn nè, ngày thì chạy ra chạy vào rất là mệt rồi, cho ngày nghỉ một chút đi. Quynh lên Quynh chia sẻ thử bài học ngày hôm nay, lý do làm sao mà Đức Thế Tôn trả lời với một vị thiên nhân là như vậy. Mình lấy cái bài mình post lên mới được. Mục tiêu rồi. Đây. Trả lời đi chứ. Đó. Rồi xong. Giờ Huynh đưa tay lên trả lời đi. Tại sao? Tại sao mà Đức Thế Tôn trả lời một vị thiên nhân như vậy? Theo ý Huynh thì sao? Alo, alo. Đưa tay lên trả lời đi. Cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Alo, alo. Đâu rồi, chạy trốn nó mất tiêu rồi. Vậy là cái mũ mít ở chùa Ngọc Đạt nó dính chặt quá bạch sư. Con cầm cái mít kia, cái mũ nó dính chặt quá. Con kính dân mít đến sư dùng nước kìa bạch sư. Dạ, nếu mà giờ sư có trước máy, dạ sư cho con hỏi một câu. Dạ, nãy giờ con dòng do tâm bất để cho sư nghĩ, mà giờ sư trở lại máy, sư cho con hỏi một câu, tại vì con thấy ở trong cái bài này nè bạch sư, có cái câu này con đọc con không hiểu, mà con thấy nó dài quá nên con ngắt khúc, con đưa lên, ngắt khúc đưa lên, nhưng không có lại, để sư chỉ dạy giùm cho con. Không biết ở bên cái bài kinh của sư có như vậy không, nhưng mà bên con thì lại có cho gì rồi tạp 36 rồi cấm 6 rồi Vân Hà Đại Bắc. Dạ con không có hiểu được, xin sư chỉ giùm con không biết tại sao mà Vân Hà Đại Bắc đó bạch sư. Dạ Vân Hà Đại Bắc là sao con không hiểu được, nhưng mà nãy con thấy Như Quang bớt cái chữ cho gì thôi thì con ngắt cái khúc đó, con dục đi. Dạ bây giờ chưa đã trở lại đạo tràng rồi, con kính nhân mít đến sư chỉ dạy giùm con tại sao có cái câu đó. Nó một bút thầy giá, nó một thầm mà giá, nó một sàn thầy giá. Thì cái này đó, thí dụ như chữ tạp đó, nó là về những cái đầu đề của các cái bài kinh. Thí dụ như cái phần này đó là trích từ cái đoạn ở trong kinh đó đó. Là thí dụ như cái bài Vân Hà Đại Đắc nó là rất là dài. Nhưng mà bây giờ người ta trích ra một cái đoạn rồi biệt tạp, thì ở trong này nó phân biệt. Ví dụ như những cái bài kinh của Đức Phật giảng dạy có trong cái sự tu tập gì đó, thành ra cái tạp sự đó là nó rất là nhiều, trong đó nó nhiều cái vấn đề, cho nên mới chia ra thành những cái phẩm như vậy đó. Biệt tạp ở đây là
cái những cái điều mà riêng biệt để mà có thể mình hiểu biết để mình tu tập trong một cái bài dài ở trong các cái trường bộ hay là trung bộ. Nhưng mà bây giờ cái tạp sự là nhiều cái vấn đề, thành ra ở đây là những cái mở ngoặc này nè, để cho quý vị nếu có điều kiện thì quý vị xem ở trong cái phần mà cuối cái quyển kinh, cuối quyển kinh có phần phụ chú đó, nếu mình cần tra cứu thì mình sẽ vào những cái phần này để mình ấy, thí dụ như cái biệt tạp này phần thứ 8 chương 4 hay gì đó, rồi gì đó là những cái phần mà của phụ chú mà chúng ta đừng có để ý đến cái này, mà mình để ý đến cái điều cái đại ý của cái bài kinh thôi. Ví dụ như là người ta để là dân hà đại đắc hay là đại bắc gì đó, rồi mình mất công suy nghĩ tới ba cái này, mình chỉ chú trọng vào cái phần mà chính kinh, cho gì là cho lịch, cho gì là cho sắc đó, cái mấy cái này mới quan trọng. Còn cái này người ta trích ra người ta lấy ra rút ra nguyên cái bài kinh dài, nhưng mà ở đây rút ra cái lời dạy của Đức Phật để nó ngắn gọn, nó dễ hiểu hơn. Đó là như vậy. Thì quý vị thấy rằng trong đời sống thì cái vật chất nó cũng rất là khó. Rồi cái vị tu sĩ thì phải sống mà một cái đời sống hết sức là đơn giản. Cái thời kỳ khởi đầu đó thì chư tăng phải lượm giải bó thây ma, giải dơ rồi cái nọ để làm cái y để mặc, thấy không? Thì cái y này nó quá là ư là ấy, cho nên là không có sợ bị ai ăn cắp. Rồi hàng ngày là chỉ đi trì bình thất thực, vô làng ai cho gì ăn nấy, có gì ăn nấy, thành ra đó là ít có vướng bận trong cái vấn đề cái ăn cái mặc nha. Cái giải mà giải cũ, giải rách, giải bó thay ma mà cái y đó mà ai mà ăn trộm ăn cắp làm gì, thấy không? Rồi đồ ăn thì khi mình vô làng có được cái gì ăn ấy, thí chủ nó để cơm với muối xả thì về ăn cơm với muối xả, thí chủ nó để những cái vật thực nó tốt thì về mình ăn vậy thôi. Thành ra nó tránh được cái bận rộn trong vấn đề ăn mặc. Rồi vị tỳ khưu ở dưới cội cây, dưới ngôi nhà trống hay là trong những cái hang động thì nó đỡ được cái phần mà vướng bận về cái trú xứ, khỏi phải lo toan. Trời mát thì mình ở dưới cội cây, mà trời mưa trời nóng thì mình ở trong những cái hang động, trong mấy cái mái hiên nhà của người ta. Thì mình thích thì mình ở, mình không thích thì mình bắt đầu mình dân du mình đi, nó tránh được cái vướng bận về cái trung xứ. Rồi trong cái vấn đề mà ấy thì quý vị biết là có 13 pháp đầu đà. 13 pháp đầu đà đây là nó khác với cái tu khổ hạnh. Ví dụ như sau này Phật tử người ta dâng cúng y áo rất là nhiều, rồi chỗ trú ngụ, rồi vật thực là kia nọ, nhưng mà tùy theo, thí dụ như có những vị mà cái tâm mình nó dính mắc với vật thực nhiều quá thì nguyện là ăn ngàn bữa, không, cái đó là sự tự nguyện. Rồi bây giờ y áo nhiều quá nó cũng công, rồi bây giờ mình tự thọ là gìn giữ tam y thôi, tức là một cái y hai lớp tăng và lê, rồi một cái y vai trái và một cái y nội,
là vừa đủ trong đời sống. À, rồi, à, thay vì bây giờ nếu mà mình nằm mình ngủ mà trên cái phương tiện nó an ổn quá, nhiều khi cái tâm mình nó giải đãi dễ vui. Bây giờ á, mình có thể mình thọ nguyện đầu đà ngăn quan nghi nằm, à, có thể mình ngồi mình dựa ngủ để nó có sự tỉnh giác tỉnh thức. À, thì tất cả những cái pháp đầu đà này nhằm để gì? Để hạn chế những cái tham muốn trong cái vật dụng. Rồi Đức Phật còn dạy khi mà vị tỳ khu sử dụng bốn món vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, thuốc chữa bệnh thì phải có sự quán tưởng. À, quán tưởng để chúng ta thọ dụng với sự hiểu biết, không có dính mắc, không có tham đắm. À, rồi khi mình ăn thì mình phải biết rõ ràng với trí tuệ tỉnh giác khi ăn. Thì như vậy đó, cái ăn của mình ăn với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta quán tưởng vật thực đầy đủ, vật thực này là một nguyên chất, nó làm ra để dùng, chúng ta dùng nó hay không dùng nó cũng là nguyên chất. Vật thực này chẳng đáng nhòm gớm, khi vào thân thể này rồi ấy, thì nó trở nên vật đáng nhòm gớm. Ta dùng vật thực này đây chẳng phải để vui đùa như trẻ con ở thế, chẳng phải để dưỡng sức cho mạnh như người say mê đánh lộn, chẳng phải để trang điểm thân sắc như phụ nữ, chẳng đã phải để trang điểm nhan sắc như những kẻ hát sướng đàn điếm. Ta dùng vật thực này đây để cho thân tâm an lạc, để tu hành theo đạo cao thượng. Đó, thì khi mà mình dùng mà mình có cái sự quán tưởng như vậy đó, để chúng ta không có dính mắt, ăn phải ngon thế này thế kia. Tại vì bây giờ cái người xuất gia, sự nuôi mạng là nhờ sự hộ độ của hàng tại gia. Thành ra đó, người ta dân cúng cái gì thì mình dùng cái đó. Cho nên là nhằm hạn chế cái dính mắc trong bốn món vật dụng, thuốc chữa bệnh, thì những cái loại thuốc nào mà cần thiết, ví dụ như bây giờ mình bệnh bị đau nhức, đau khớp gì đó, thì mình uống những cái loại thuốc nào nó phù hợp để trị bệnh, để giảm bớt những cái cơn đau, sự hành hạ của cái sắc thân này, của cái sắc quẩn, để chúng ta có sự an ổn để chúng ta tu tập. Chứ mình không nên bây giờ yếu quá uống thuốc bổ, uống thuốc bổ này uống thuốc bổ kia rồi vô cho nó khỏe, nó mập là không có đúng. Cho nên là chúng ta chỉ sử dụng những cái gì thật sự thiết yếu, cần thiết cho cơ thể. Và thường thường ấy, hồi trước ấy, thì những cái vị mà người ta thọ đầu đà ít có khi nào mà mấy vị đó người ta nói lên. Ví dụ như trường hợp cái vị này thọ đầu đà ngăn quan nghi nằm, nhưng mà khi mà cái vị này đến một cái tịnh xá nọ ở cùng với một cái vị tỳ khu, thì cái vị này ngồi chứ không nằm, thì cái vị tỳ khu này mới nói chứ tôn giả thọ đầu đà ngăn cái quan nghi nằm hả? Thì cái vị này nói không có, vị này nằm xuống. Tức là hồi thời trước đó, thì chư tăng những cái vị mà người ta thọ đậu đà đó, người ta không có dám nói lên. Nói lên như vậy là giống như là khoe khoang. Cho nên là người ta ai thọ thì tự người đó biết nha. Nhưng mà cái pháp đậu đà này không phải là bắt buộc thọ suốt đời. Khi nào trong sự tu tập chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta tự nguyện chúng ta thọ. Còn nếu mà thấy không cần thiết thì chúng ta xả. Rồi trong điều kiện nào nếu cần thiết thì chúng ta thọ lại. Cho nên cái pháp đầu đà nó là cái một cái phương pháp tu tập nhằm hạn chế những cái dính mắc, những tham muốn ở trong đời sống của vị xuất gia.
Cho nên chúng ta đừng có gì những cái vị này thực hành như vậy, vị này thực hành thế kia, rồi chúng ta phê phán, thì cái đó nó không có đúng. Tại vì cái đầu đà đó là do cái sự tự nguyện của mỗi vị mà thôi. Còn trong đời sống thì chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập theo lời dạy Đức Phật để cho nó được tốt đẹp. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy giá. Alo, alo ạ. Alo. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con nói được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn chị Mitta, cảm ơn Thịnh Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham mô Sang Kha giá. Con lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Thanh. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng ạ. Dạ, con mới nghe sư nói điều này là lần đầu tiên con nghe đó thưa sư, là khi mà mình thọ đầu đà đó, mình không có được, không có được nói ra, mình chỉ phát nguyện trong tâm thôi. Tức là khi có người nào mà nhở mà nói như vậy thì là mình phải xả ngay. Chứ còn chúng con bây giờ thì làm những điều ngược lại. Trước khi mà đi thọ đầu đà thì ở trên chùa cũng có thông báo. Rồi cái chúng con khi thọ đầu đà xong về thì chúng con hoan hỉ quá, đăng lên Facebook tùm lum hết. Như vậy thì là mình đâu còn phước nữa sư. Nhưng mà thật lòng là chúng con sau khi thọ đà được nghe Pháp, được một đêm sống với Pháp, rồi gặp bạn đạo, rồi được hành thiền thì tụi con rất là hoan hỉ ạ. Dạ, đó là cái điều mà con thấy là hôm nay con mới được nghe. Dạ, nhưng mà trong cái bài này á thưa sư, thì con có thắc mắc như thế này ạ. Sư có giảng á là cho ăn, cho mặc, cho xe, cho đèn, cho chú xứ, cho pháp là những lời dạy của Đức Phật, câu trả lời của Đức Phật đối với vị thiên nhân đó. Nhưng mà khi mà mình so ra với cái thập phúc hành tông á, cái 10 cái phước nghiệp sự á, thì con có thấy có những cái mình cho ra nữa, nhưng mà không biết như vậy thì mình có được cái phước và phước đó là phước gì ạ? Ví dụ như mình khi mình trong cái về cái phước đức của cái thập phúc hành tông á, là về cái cung kính và phục vụ. Mình vô chùa thì mình cung kính Tam Bảo, rồi mình cung kính các bạn đạo, rồi mình cung kính Pháp, rồi mình vô trong nhà bếp mình lau chùi, hoặc lên chánh điện thì mình lau chùi. Tức là đó cũng là những cái mình cho ra. Thì như vậy có phước không á thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giảng dạy để tụi con hiểu pháp thêm ạ. Dạ con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta thọ trì gìn giữ giới, rồi chúng ta có sự cung kính, chúng ta có sự phục vụ, thì đó là những cái phước nó hỗ trợ chúng ta trong đời sống, gọi là phước đức. Thì quý vị thấy rằng trong ba cái hạnh của Bồ Tát, cái hạnh trí tuệ, rồi cái hạnh đức tin, rồi hạnh tinh tấn, thì những cái này nó là thuộc về cái hạnh tinh tấn. Khi mà quý vị đến chùa, quý vị phục vụ quét sân, lau chánh điện, dọn trên phần Phật thế này hay khác, thì
chúng ta làm với sự hiểu biết, tạo những cái phước, phước phục vụ hay là sự tinh tấn. Có người họ có điều kiện, họ dâng cúng về tài vật, nhưng mà kêu họ mà vô chùa giúp đỡ phụ trong một buổi thì người ta không có điều kiện. Hồi xưa đó, cái thời kỳ Đức Phật còn tại tiền đó, thì vấn đề mà xây chùa, gìn giữ chùa chiền, tịnh thất, tịnh xá là do hàng cư sĩ đảm nhiệm. Chư tăng là những cái người mà dân du tạm trú thôi, chứ chư tăng không có ở thường xuyên. Cho nên là phục vụ, khi mà có chư tăng đến thì những người cư sĩ đến quét dọn phòng ốc để cho chư tăng trú ngụ. Rồi khi nào mà các ngài đi thì mình đóng lại, dọn dẹp để ngăn nắp đó. Cho nên là cái đó là cái phước phục vụ. Thì cái thời mà ông Cấp Cô Độc hay là bà Quy Sa Kha đó, khi mà làm cái chùa Kỳ Viên là cái Đông Phương Tự, thì những cái vị đại thí chủ này á, người ta giàu có mà, rồi gia nhân người ta rất là nhiều, cho nên là tất cả những cái sự phục vụ này đó, người ta cử những cái người mà tâu tớ của người ta sẽ làm hết. Chư tăng chỉ đến trú ngụ một thời gian, rồi dân du rồi đi, hư hao hay là tu bổ chỗ này chỗ khác đó, thì sẽ có các cái gia đình thí chủ đó người ta lo. Còn bây giờ thì quý vị thấy là cái đời sống bây giờ nó khác rồi. Bây giờ làm chùa là cũng phải mấy sư đứng ra làm, rồi phải đi quyên góp, đi kêu gọi đủ thứ hết. Mà những cái người và những cái chỗ mà có điều kiện thì nó đỡ, còn có chỗ thì đâu có ai dân cúng, thành ra cái đời sống nó cũng khó. Mà rồi có nhiều khi có vị thì giỏi cái khoa ăn nói, họ mạnh dạn, họ kêu gọi luôn, còn có gì thì thôi kệ, ai có điều kiện thì mình nhận, có tới đâu làm tới đó. Chứ có nhiều vị, như sư thấy cũng có một vài vị trưởng lão như nhà Hòa Thượng Pháp Lạc đó, ngài làm cái chùa Pháp Bảo, quý vị biết là trải qua mấy chục năm, vì hồi đó là ngài không kêu ai hết, ngài không có kêu gọi, ngài cũng xin ai biết, dân cúng thì ngài nhận, dân 5-10 bao xi măng thì có tiền mua xi măng về đó, rồi cái bắt đầu mua gặp, rồi mướn thợ làm lần ra. Chứ hồi đó ngài cũng không có lên tiếng, ngài kêu gọi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Rồi á, thành ra là bây giờ là cái mấy sư phải đảm nhận cái vấn đề mà lo chùa chứ. Thành ra khi mà quý vị vô chùa, quý vị phục vụ là gì? Là giúp đỡ, hỗ trợ cho mấy sư. Thay vì mỗi sáng mấy sư phải lo những cái công việc tu bổ quét dọn, nếu mà có hàng cư sĩ hỗ trợ thì mình dành cái thời gian ra để mình học, mình tu nhiều hơn, đọc kinh, đọc sách nhiều hơn, hành thiền nhiều hơn. Thì như vậy đó, thì quý vị hỗ trợ cái sự tu tập cho mấy sư, mấy sư có phước, quý vị cũng có phước đó. Cho nên là trong điều kiện thì cái đời sống bây giờ nó khác với cái thời kỳ của Đức Phật rồi. Thành ra đó, có những cái nó phải thay đổi, chứ chúng ta đừng có khư khư theo ở trong kinh. Đó, tùy theo điều kiện ở mỗi quốc độ, ở mỗi trú xứ. Ví dụ như những cái trú xứ như ở Thái Lan, ở Miến Điện, ở Lào, Campuchia, thì
những cái người mà cư sĩ tại gia bên đó người ta thân thành, người ta đã biết rồi. À, cho nên á, là chư tăng sống á, nó cũng gần gần vậy, trong cái thời kỳ của Đức Phật. À, mỗi ngày đi vào làng rồi vật thực cho do hàng cư sĩ dân cúng. À, rồi á, đến những cái cuộc lễ á, thì tự động cái người những cái người Phật tử họ đến, họ trang trí, họ quét dọn, treo cờ treo đồ kia. Còn bây giờ á, ở Việt Nam, à, trước khi mà cuộc lễ thì mấy ông sư cũng phải là quét dọn rồi chân bông chân hoa rồi treo cờ, rồi sau lễ thì Phật tử đến đi lễ xong rồi về hết, rồi mấy sư rồi phải dọn dẹp, phải hả mình bài ra thì giờ mình phải dọn không rồi. À, lỡ mà chỗ nhà ăn nó hư, trai đường nó hư, à, chánh điện nó hư thì mấy sư phải tự làm đó, chứ giờ không ai hỗ trợ, không ai làm hết thì mình phải làm chứ giờ sao giờ đó. Cho nên khi mà quý vị mà hỗ trợ bằng tài vật, bằng sức lực để có được cái điều kiện tốt đẹp thì đó là cái về cái phước đức, cái hạnh là coi như là trong mức độ nó thuộc về cái hạnh tinh tấn. À, mình có sinh năng, mình nỗ lực, mình phụ giúp, mình hỗ trợ bằng tài vật, bằng công sức thì cái điều đó là quý báu để chư tăng có được cốc liêu an ổn, có được chánh điện, có được những cái chỗ để hành thiền, để tu tập. À, thì như vậy á, là nó cũng rất là quý báu. Và sao? Và chúng ta góp phần để gìn giữ cái giáo pháp. À, bây giờ mà không cư sĩ, không ai giúp đỡ, khổ quá, không có vật thực, sao mấy sư sống không? Rồi chỗ trú ngụ không có, mưa gió, rồi thời tiết, bệnh hoạn, mũi mọng kia nọ, nó cũng khổ. Rồi y áo không có thì làm sao? Rồi nếu mà bệnh hoạn mà không có thuốc men, bây giờ quý vị thấy không? Đi đâu cũng phải có tiền. Muốn di chuyển, muốn đi thì phải có tiền, ta mới có xe mới đi được. Rồi đi đến bệnh viện mà trị thì phải có thẻ bảo hiểm, phải có tài chính, vô bệnh viện người ta mới trị. Cho nên là bây giờ cái thời kỳ bây giờ nó khác với cái thời kỳ Đức Phật. Cho nên có những cái trong đời sống chúng ta phải uyển chuyển. Hồi xưa thì hay là ở những cái trú xứ mà như bên Miến Điện, Thái Lan thì vấn đề xây dựng có hàng cư sĩ ta đảm nhiệm, ông sư cũng có phải kêu gọi đấy, phải hết. Mà ở Việt Nam mà mình không kêu gọi không làm thì lấy đâu ra tài chánh mà làm đó. Thành ra đấy, khi mà quý vị thấy cái điều kiện ở cần cái gì mình hỗ trợ thì như vậy là chúng ta cũng có tạo được cái phước, cái phước cho chính bản thân để hỗ trợ cho chư tăng, và cái phước để gìn giữ giáo pháp, gìn giữ cho cái giáo pháp của Đức Phật được lâu dài bền vững. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, alo, alo ạ. Alo, không biết đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, thưa sư, tại con không thấy ai có câu hỏi, cho nên là con xin sư cho con một câu hỏi nữa ạ. Dạ thưa sư, khi mình học cái bài này thì mình thấy rõ ràng là cái gì nó cũng có nhân quả tương ứng, mình cho đèn sáng, cho ăn là cho sức lực, vân vân. Thì như vậy thì hàng Phật tử chúng con khi mà làm phước như vậy thì mình có phải là mình chọn lựa không á thưa sư? Tức là mình muốn có sắc đẹp thì mình cúng dường y áo, rồi cúng dường hoa. Mình muốn có sức lực cho mạnh khỏe thì mình cúng dường chay tăng, cúng dường vật thực, vân vân. Như vậy có phải mình khi mà mình đến chùa mà mình như vậy á, mình làm những cái việc như vậy thì là mình chọn lựa. Mà nếu mà chọn lựa như vậy á, thì cái phước nó như thế nào á thưa sư? Dạ con xin sư hoan hỷ dạy con. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Săn Thầy Giá. Thì có đôi lúc chúng ta làm phước, chúng ta cũng có cái sự lựa chọn. Nhưng mà khi mà chúng ta làm á, nếu mà trong cái điều kiện mà bố thí hợp thời á, thì nó cao quý hơn. À, thí dụ như bây giờ mình biết hàng ngày chư tăng phải có sự trọ dụng vật thực, thì bây giờ mình chia ra, thay vì hồi xưa là hay là những cái ở bên xứ Quốc giáo á, chư tăng mỗi ngày sáng đi trì bình khất thực, còn bây giờ như ở Việt Nam, ở châu Âu, ở Mỹ thì bây giờ cái điều kiện mà đi đi đó hả, ở cái quốc độ đó nó không hợp, người ta không cho phép. À thì bây giờ mình chia ra, có thể mỗi gia đình mình để bát cho chư tăng một ngày, là mấy ngày trong cái điều kiện khả năng của mình. Rồi bây giờ những cái ngày lễ thì cần trang trí rồi cho nó đẹp thì mình mua bông hoa mình trưng, lễ dân y thì mình dân dân y, dân y tắm mưa, dân y cà sa đó. Thí dụ như trong những cái lễ trai tăng, nếu mà mình muốn cho cái phước báo á, nó đầy đủ thì mình dâng cơm nước là đương nhiên rồi, phải không? Rồi bây giờ nếu mình muốn cho cái phước báo nó đầy đủ hơn thì chúng ta có thể dâng chân giải nè, khăn nè, hoặc là dâng y nè. Đó rồi. Chúng ta tạo điều kiện cho chư tăng đi lại, dân phương tiện xe thuyền. Nếu mà những cái người mà mỗi hồi lúc đó sư ở bên Thái á, khi bác á, người ta dân rất là đủ, mà cơm nước nè, thức ăn nè, rồi một cái chai nước nè, rồi một cái hộp sữa bằng giấy đó. Để chiều để sử dụng nha, rồi một cái nhánh, một cái cành hoa, ba cái nhang, hai cái đèn sáp đó. Thì tùy theo, không phải ai cũng làm vậy, nhưng mà nếu mà mình muốn cho cái phước mình nó đầy đủ thì mình làm. Thì những cái điều kiện này không phải là nhất thiết là phải như vậy, nhưng mà nếu trong cái điều kiện chúng ta làm được cái gì thì mình tạo thế đó. Không phải nhất thiết là lúc nào cũng phải là đầy đủ bốn món như vậy. Rồi ví dụ như giờ mình biết là gì đó đang bệnh, đang cần những cái thuốc gì, nếu mà gì đó nói thì chúng ta sẽ dâng cúng nha, để mà cái vị đó có điều kiện để trị bệnh đó. Thì cái dân cúng mà hợp thời
thì nó sẽ tạo được cái phước báo mình biết, mình biết đang cần. Ví dụ như bây giờ mình biết cái chỗ đó đang cần xây dựng gì đó thì mình cúng dường bằng cách là mình hùng phước, tạo điều kiện về tài vật để hỗ trợ, hoặc là nếu mình có điều kiện mình đến hỗ trợ bằng cái công đó. Rồi trong những cái tái tăng cuộc lễ thì mình có điều kiện như thế nào mình hùng phước mình làm để nó có cái phước, mình làm bất cứ cái vấn đề nào cũng được, mình không có cái sự lựa chọn, mình thấy biết cái với cái sự hiểu biết trí tuệ mình biết cái nào cần làm thì mình giúp đỡ, thì cái điều đó nó rất là tốt. Chứ không phải là có nhiều Phật tử họ chấp mà bắt đầu họ nói là bây giờ đó là mình có điều kiện, bây giờ cúng gạo. Trời, quý vị biết có những cái lúc mà vô hạ đó, rồi cái Phật tử cúng gạo rất là nhiều, nhưng mà đâu phải là chỉ có ăn không, bây giờ sinh hoạt ở chùa nó còn phải tiền điện, tiền nước, đồ cái đủ thứ chuyện hết. Thì thay vì á bây giờ mình trích ra, mình cũng cúng một ít gạo, nhưng mà mình cũng ít, thay vì bây giờ mua đèn dầu rồi kia nọ, phải không, ai cũng mua đèn cày rồi dầu lửa rồi lợi chất cả chùa nó còn nguy hiểm nữa. Thay vì mình cúng một phần gạo rồi mình cúng dường tam bảo vô để chi dụng ở trong tam bảo, trả tiền điện tiền nước thế này khác, thì cái đó là nó cũng là tốt. Chứ không phải nói bây giờ là mình chỉ cúng dường về cái vật thực thôi, cúng thường dường y phục thôi, thành ra đó trong cái đời sống nó quyện chuyện. Chúng ta phát tâm, chúng ta làm cái gì nó cũng có đem lại cái phước báo, chứ không phải là chỉ bây giờ hồi đó là nói là dân cúng bốn món vật dụng thì mình chỉ dân cúng bốn món vật dụng không, bây giờ quý vị thấy rằng có rất là nhiều, phải không? Hồi xưa đó thì cái thời kỳ mà Đức Phật thì nó khác, cách nay khoảng gần 2700 năm rồi, thì cái xã hội, cái đời sống nó rất khác rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không nên, hai cái điều này là chúng ta phải tránh. Chúng ta đừng quá chú trọng vào vật chất đời sống, chú trọng vào phương tiện sống tri túc, và biết đủ an ổn để lo tu tập. Chứ còn nếu mà mình đòi hỏi vật chất quá là không hợp lẽ. Mà nếu mà mình đời sống mình vất vả khổ sở quá thì cũng không đúng. Cho nên Đức Phật dạy đi trên con đường trung đạo, làm biết đủ vừa phải để nỗ lực lo tu tập là đúng. Mà trong đời sống của người cư sĩ cũng vậy, chúng ta sống mà nó hạn hẹp quá, nó sình, nó ấy quá đó thì cũng đúng. Mà chúng ta sống cầu kỳ, chân diện phô trương quá cũng không phải. Chúng ta biết sống vừa đủ, ăn đủ no, mặc đủ ấm, trú xứ được an ổn, thì như vậy là tốt rồi. Mình đừng có phô trương đòi hỏi cầu kỳ nhiều quá thì sẽ đem đến cái sự khổ đau. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Dung, và chúc cô nhiều sức khỏe, em vui. Alo, alo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy.
Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh. Con chào các anh chị trong đạo tràng. Con cũng chưa thấy ai có giơ tay. Thành ra là con xin sư cho con một câu hỏi nữa. Dạ, ngày nay, thực tế ngày nay á, thưa sư, là khi mà quý sư đi bát á, thì có những người mà học Pháp thì họ muốn chứng tỏ là họ làm theo đúng Pháp. Thành ra cái vật mà họ để trong bát á, có nhiều khi con đứng con nhìn con thấy là những gói mì gói, những hộp sữa, những cục kẹo, những mực mực, những cái khoanh bánh. Thì với một cái buổi lễ mà đông người đông đúc thì cái túi của người mà đi hộ độ bên xưa thì con thấy là một cái bao ni lông rất là lớn, mà thấy nhiều cục kẹo, nhiều gói bánh như vậy á, thật sự là con rất là ngậm ngùi. Vì con biết là quý sư sẽ không sử dụng hết cái số lượng này, trong khi đó quý sư thì lại cần những cái thứ khác hơn. Như là sư cũng đã nói là tùy theo thời điểm mà mình cúng dường cho nó hợp pháp, nhưng mà mình không thể mà trao đổi với những cái vị này, vì họ nói là họ thường tự hào đó là họ làm đúng pháp, họ không để những cái gì mà không phải là vật thực trong bát. Thế nhưng con thì con cũng hiểu là quý sư thì ngoài những cái dùng vật thực thì mình cũng còn những chi phí khác như đi bệnh viện rồi đi xe cộ rồi học hành, thành ra nhưng mà mình không thể trao đổi với những cái vị khác vì họ cứ nghĩ họ làm như vậy mới đúng, còn nếu mà mình làm như vậy là sai. Thì và riêng đối với con thì có khi là con mà có những cái cuộc mà cúng dường mà đông đảo như vậy á, thì con cũng đi bằng, con cũng đặt bát, nhưng mà con cũng đặt bao thơ, nhưng mà con tác ý, con có nói là con có tác ý đây là vật thực để cúng dường đến tứ vật dụng để cúng dường đến quý sư, thì cái phần đó là mình tác ý, còn cái việc quý sư mà sử dụng như thế nào thì là tùy quý sư. Thì con cũng không biết là cái sự ý như vậy có đúng không, hoặc là có một số bạn mà ở nơi xa như ở ngoài Hà Nội hay ở các tỉnh mà không có dịp, không có tiện cái để đi đến cái một nơi nào đó để cúng dường, thì họ cũng gửi tiền để cúng dường đến nơi đó. Thì như vậy thì mình chỉ cần tác ý là mình hợp thời, phải không ạ thưa sư? Chứ còn mình mà đưa một cái bao thơ với cái số lượng vật như vậy mà mình không tác ý thì nó không hợp thời, phải không thưa sư? Tại nhiều khi Phật tử chúng con cũng chịu rõ lắm. Con xin sư hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư ạ. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thẩm Mà giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì khi mà chúng ta tác ý, chúng ta tạo những cái thiện sự, những cái phước báo, thì những cái tác ý thiện lành nào nó cũng tốt hết, không? Bây giờ là tác ý chúng ta là hỗ trợ cho chư tăng có sự an ổn để tu tập, thì mình tạo phước. Còn cái người thọ nhận á, người thọ nhận nếu mà người ta làm không đúng thì cái đó là cái vị đó phải nhận cái quả xấu hay cái gì đó là do người khác, thấy không? Còn mình làm với cái tác ý đúng pháp hợp lẽ thì đương nhiên là quý vị đã gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp rồi. Nhưng mà có những cái người họ khư khư họ chấp thủ thì thôi. Ta nói mà 9 người 10 ý thôi, người ta đã làm theo cái quan niệm của người ta thì cái chuyện đó là của cá nhân người ta, kể nó. Mình làm theo mình vậy đó. Chứ mình không có theo ai hết.
Thành ra đó, chúng ta làm thì với các cái tác ý tốt đẹp, đúng, hợp pháp, hợp theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta không có khư khư, đừng có khư khư chấp thủ đó, thì cũng như cô thấy đó. Không? Khi mà những cái ngày lễ đó, ôi, người ta dâng rất là nhiều, là bánh trái rồi mì mụn rồi kia nọ, nhưng mà chư tăng đâu phải mà chỉ dùng những cái đó không. Nó còn nhiều cái nó đòi hỏi rất là quan trọng trong đời sống. Thành ra đó, có nhiều Phật tử sư cũng khuyên, thay vì mà tới nhập hạ cúng dường là cả cả tấn gạo á, thấy không? Đó, nhiều quá rồi bây giờ á, cái trời mưa rồi ẩm mốc rồi kia nọ, nó hư hào, thấy không? Anh bây giờ á, mình cũng cúng dường, bây giờ cũng cúng một số lượng gạo, rồi cái này là để chi dụng cho tam bảo nè, cần sơn sửa tu bổ nè, rồi tiền điện tiền nước nè, thuốc men, chư tăng đi tới lui gì đó, phương tiện xe thuyền nè, đó thì giờ mình tác ý mình cúng dường để hỗ trợ cho chư tăng thì nó tốt đẹp quá gì, phải không? Chứ còn bây giờ mình đi mua mấy tấn gạo mình cúng dường, nói không, bây giờ mấy chuyện khác tôi không biết, giờ tôi cúng dường gạo rồi, ai cũng cúng dường gạo hết, làm sao mà ăn cho hết nha. Mà trong khi những cái nhu cầu khác thì không có điều kiện để mình sử dụng đó. Thành ra chúng ta uyển chuyển, đừng có khư khư chấp thủ thì nó không có tốt. Thì tác ý thiện lành, cái nào nó cũng đem đến cái lợi ích. Chúng ta đừng vì một vài cá nhân sống không đúng pháp, rồi chúng ta có sự chấp thủ thế này thế khác thì nó không tốt. Mình làm với cái tác ý mạnh mẽ, thiện lành, hợp pháp thì cái đó nó sẽ đem đến cái lợi ích cho bản thân, cái người mà thí chủ. Còn cái người thọ nhận, nếu họ làm, họ sử dụng không đúng, không hợp lẽ, không tốt đẹp thì cái hậu quả ta gánh. Chứ mình đừng gì thấy cúng dường cho mấy ông mà không lo tu gì rồi mình đâm ra mình chán nản, mình lùi sụp cái thiện sự của mình, thì chính cái đó là mình tự ngăn che, mình tự làm giảm thiểu cái thiện sự của mình. Thành ra đó, bây giờ cái nhiệm vụ của mình là hỗ trợ, phục vụ, mình làm tròn phận sự. Còn cái chuyện của người kia thì để họ tự giải quyết, họ tự lo. Thì nếu mà cô còn những cái gì thắc mắc, thời gian như cũng còn nhiều, nếu mà có gì còn vướng bận chưa hiểu rõ, còn thắc mắc thì cô cứ nêu lên hỏi, chứ có gì đâu mà sợ. Trong cái thời gian này là cái thời gian để mà mình có thể nêu ra những cái thắc mắc, những cái điều mà mình chưa thông suốt, để mình hiểu và mình thực hành cho đúng, để đem đến cái lợi ích thì tốt đẹp. Chứ không có nói là câu cuối câu gì hết. Thời gian cũng còn rất là nhiều, còn tới 25 phút nữa. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trước khi con hỏi cho con trình bày cái ý của con trước. Nếu con có sai thì nhờ sư chỉ dạy cho con. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nghe Kim Nhung nói về cái vụ đặt bát. Thì con thấy con thì con nghĩ rất là đơn giản. Con nghĩ là bây giờ con tắc ý, con đặt bao thơ. Con tắc ý là con dâng tứ vật dụng đến quý ngài. Thì con biết ở những nước Phật giáo đó, thì giống như ngài Liễu Tông nói là đau bệnh ha, xe cộ ha, bất cứ cái chuyện gì thì cũng có Phật tử người ta dâng. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn thí dụ đơn giản nhất thôi. Mình lên xe buýt mà đi từ tuyến đường này đến tuyến đường kia 7.000 đi, mà quý sư có 5.000 trong túi, đưa 5.000 chắc là họ sẽ mời quý sư xuống xe liền. Thì tại sao mà mình phải công nệ vậy để mà đồng ý? Con đồng ý là Đức Phật chế ra giới luật là không giữ tiền bạc thì đúng là đúng, nhưng chứ không, nhưng mà bây giờ mình phải tác ý dân tứ vật dụng thuốc men cho quý sư. Chứ còn đi vô bệnh viện đơn giản nhất thôi, đi vô bệnh viện mà không có 2.000 mua cuốn sổ thôi, đừng nói tới tiền thuốc nữa, chỉ cần 2.000 mua cuốn sổ thôi, mà không có 2.000 mua cuốn sổ thì cũng khỏi đi khám bệnh luôn. Thì con thấy cái điều mà rất nhiều, con thấy rất nhiều cả quý sư cũng như cả Phật tử cứ chấp nệ cái câu là không được dân tiền, dân tiền là không hợp lệ rồi, không này kia. Thì con, cái đầu của con nghĩ là nếu bây giờ cứ nói không dân tiền, dân những vật thực, con đã từng sắp bát cho quý sư mà, con biết mà. Dân kẹo, dân bánh, dân mì gói này kia đi, về quý sư không lẽ ăn mì gói không sao? Dạ, về thì đem vô nhà bếp, dạ. Rồi cũng cho Phật tử người này, người kia, người nọ. Rồi nếu mà không có những người dân tiền, nói thẳng là tiền đi, thì rồi quý sư lấy đâu mà chi dùng? Nên là con thấy cái điều này, con không phải là con cãi lời Đức Phật, nhưng mà con thấy mình tác ý dân tứ vật dụng cho quý ngài, không phải bây giờ mình mua cái gì đó, mình dâng mì gói hay gì đó thì thực sự là nó đúng hợp thời, nhưng mà rồi quý ngài cần thuốc men, cần phương tiện đi đứng thì làm sao? Dạ, ý của con, khi em con trình bày ý con là cái câu hỏi của con là cứ chấp vào cái lời là nhận tiền là sai, rồi Phật tử đặt tiền là không có phước. Như vậy con, cái ý nghĩ con là con dân là con tác ý con dân tứ vật dụng. Là con cũng bạch với quý ngài là con xin dân tứ vật dụng đến quý ngài. Như vậy con có đưa cho con câu hỏi là con làm như vậy có sai không? Có trái với cái luật đạo và luật đời hay không? Dạ, con kính nhân mít đến sư, sư chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Hà Giá, Nam mô Sang Hà Giá. Mục đích của Đức Phật chế định các cái giới luật là để gìn giữ cái sự tốt đẹp, cái phẩm hạnh do chư tăng. Thì khi mà chúng ta làm, như nãy sư nói, những cái điều luật mà Đức Phật chế định so với cái đời sống, cái xã hội, cái thời đó thì nó phù hợp. Nhưng mà có những cái điều luật thì bây giờ nó không còn phù hợp với cái điều kiện đời sống xã hội hiện nay. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta
làm những cái điều đó với cái tác ý gì? À, nếu mà chúng ta tác ý dân cúng à, bốn món vật dụng thì cũng được. Ví dụ như cái khi mà chúng ta tác ý vậy, cái vị này cần vật thực thì có thể tạo cái điều kiện để có vật thực để dùng. À, thiếu y phục có thể tạo điều kiện có y phục. À, cần phải chỉnh trang tu sửa trú xứ, à, để có, cần phải có sự phương tiện để đi lại, để có để mà đi lại, thì như vậy thì nó rất là tốt. À, còn có nhiều cái điều kiện, tại vì chúng ta cái hiểu biết của mình đó, nó chưa có rộng rãi, nó thoáng. À, ví dụ như ở bên Miến Điện, à, người ta vẫn cúng tịnh tài đến các vị trưởng lão, à, các vị tam bạn pháp sư vậy. Nhưng mà điều có cái là các ngài người ta không dâng thẳng đến cho các ngài, tại vì các ngài có những cái người mà phục vụ, những cái người mà gọi là ở bển gọi là cấp giá đó, à, thì giao những cái người này giữ, à, để khi mà các ngài cần đi xe thì kêu xe lại rồi trả tiền, à, để cho các ngài đi. À, các ngài cần mua thuốc thì những cái người này là mua thuốc để dành cho các ngài. À, thì ở cái điều kiện ở Miến Điện thì nó có những cái người phục vụ cho các vị trưởng lão, à, cho chư tăng. À, ở Việt Nam thì hay là ở những trung xứ khác thì nó cũng khó. À, hoặc là nếu mà khi mà những người cư sĩ mà biết, à, bây giờ mình tự nguyện mình hỗ trợ mình giúp cho cái vị này, à, tự nguyện, à, rồi bây giờ con là cái người hộ độ, à, cho sư, à, thì tất cả những cái gì đó giao cho cái vị này, à, để mà cái vị này mà có sự hộ độ cho cái vị tỳ kheo đó, thì cái điều đó rất là tốt rồi. Không? Còn bây giờ á, không có ai hết thì sao giờ? Thì mình phải tự lo chứ sao? À, lúc mà xưa mình biết điện á, khi mà qua bển là cái quy định ở trong trường thiền không có qua tới trường thiền rồi là không có ai được giữ tiền á, mà mình thì cũng đâu có tài chánh gì nhiều. Khi mà qua bên Miến Điện còn có mấy chục đô, còn có 20-30 đô, à, nhờ gửi cho mấy cô tu nữ, nhờ mấy cô giữ giùm, mà không cô nào chịu giữ hết. Tại sao vậy? Kệ mộ nó gói lại cái giấy, quăng đại vô cái góc nào đó, quăng vô trong cái kẹt ra, mình không quan tâm tới, không có biết tới nó còn nhiêu gì hết, kệ bỏ đó. Rồi tới chừng bệnh quá giờ sao vậy? Chung vô két vừa bị quăng ở dưới sàn giường á, chung vô mở ra cái nhờ mấy ông nhân viên của nhà trường ta đi chợ đó, à, mua giùm vỉ thuốc, rồi về cũng chẳng cần biết là trong đó còn nhiêu, gói lại quăng vô trong cái sàn giường nữa đó. Thành ra đó, ở đây á, là chúng ta đừng quan trọng cái vấn đề, mà mình phải quan trọng là ở cái sự thực hành của mình. À, mình có dính mắc hay không, mình có đi tầm cầu hay không. À, đó, sự thật là Đức Phật ngăn chặn ở đây á, nói với mục đích cái vị xuất gia thì không nên giữ những cái gì nó quý giá. Bị gì sao? Hồi đó thì chư tăng ở trong hang, trong hốc cội cây, mà nếu bây giờ mà giữ tiền giữ bạc
thì sao? Kẻ cướp kẻ trộm à, nó sanh tâm lên, nó tạo, nó tạo cái ác nghiệp cho bản thân nó mà làm hại cho cái vị tỳ khưu nữa ha. Đó, cho nên là Đức Phật ngăn cấm. Mà hồi đó, đó thì vật thực thì có Phật tử ra cúng rồi, còn thuốc men hồi đó đâu có, đâu có phải mà đi ra pharmacy mà mua như bây giờ à, à, sử dụng mật ong à, bơ à, à, nước tiểu bò đen nè à, trái à, trái kha lê lạc rồi này kia nọ đó để làm cái thuốc mà chữa bệnh thôi à, thì nó khác. Còn bây giờ mà ở Việt Nam mà nói với bây giờ mà đi kiếm muốn mà chữa bệnh theo cái lời ở trong kinh đi đi kiếm mà nước tiểu bò đen để mà trị bệnh chắc nó cũng hơi khó. Rồi kiếm cái trái kha lê lặt gì ở ở trong 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 ấy đó, làm sao mà có. Cho nên á bây giờ chúng ta phải có cái hiểu biết cho nó thoáng một chút nè. Ở đây á, ngăn ngừa cái sự tham lam à, dính mắc vô cái tài sản à, đó. Bây giờ cái à, những cái ống để đựng muối, ống đựng kim thì nó làm bằng trúc, bằng tre gì đó được rồi à, không, ống mà đựng à, bằng trúc, bằng tre đó không được. Bây giờ phải à, làm cái ống bằng ngà voi. Ờ, ống bằng ngà voi nó cũng không quý nữa, bây giờ phải làm cái ống bằng vàng à, đó. Cho nên á là những cái vật dụng này đó nó tạo cái tâm tham à, rồi cái tâm tham, cái tâm tầm cầu của chính cái đó, đó. Rồi sao nó khơi gợi cái tham của chúng khác tạo cái ác nghiệp à. Rồi cái y ca sang như vậy, hồi đầu nếu mà cái y mà đi lượm giải dơ giải rách á à, về để làm cái y phấn tạo cái mặt á thì ai mà thèm lấy làm chi. Nhưng mà sau này khi mà hàng cư sĩ đã dâng những cái loại giải tốt giải quý nữa thì sao, có nhiều khi cũng bị ăn cắp. Cho nên là Đức Phật phải chế định ra à, là cái y ca sa nó là phải cắt ra và mai mai như vậy như vậy như vậy theo cái ở trong cái luật quy định để chi. Bây giờ cái ikasa nó cắt dụng ra nhiều mảnh rồi, bây giờ cái hàng cư sĩ mấy người nghèo khổ quá họ cắt về họ cũng làm gì được đó, để gì, để ngăn chặn những cái tâm tham muốn để tạo những cái ác nghiệp, phải không? Thành ra đó mình phải biết Đức Phật chế định những cái giới luật nhằm để cho tốt đẹp cho hàng xuất gia cũng như tốt đẹp cho hàng cư sĩ à, để có sự an ổn để tu tập à. Thành ra xin nói hoài cái vật chất à, nó không có sai, nó không có tội tình gì hết á. Cái đồng tiền á là cái gì, nó bằng giấy hoặc là nó bằng kim loại, nó không có tội gì hết á. Nhưng mà cái tác ý á không có quan trọng à, cái tác ý anh tham lam, anh muốn thế này muốn thế kia muốn thế nọ, anh chấp thủ anh bám níu, thì chính cái phiền não này nè nó mới tạo bất thiện à, nó tạo sự dính mắc khổ đau à, nó mới rơi vào khổ cảnh. Chứ không phải đồng tiền, chứ không phải cục vàng mà cái cục vàng nó đâu có gì để khổ, vì cái tâm tham muốn cái cục vàng nó mới khổ. Tầm cầu tìm kiếm à, mà khi mà tầm cầu tìm kiếm không đạt được thì khổ đau à, tham muốn nó cũng khổ, mà sân hận bực bội khó chịu nó cũng khổ đó à. Chứ không phải 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 nó
À, cái cốc liêu á, nó khổ. Nhưng mà trời ơi, nhà tắm dách đất vậy sao mà ở được? Phải kín đáo, phải thế này thế kia. Rồi, được cái cốc kín đáo không? Trời ơi, cốc mà không có máy lạnh sao ở? Giờ phải mua máy lạnh rồi trang bị chứ. Này kia nọ, thời buổi này nóng nực quá, không có máy lạnh sao ở? Không? Thành ra cái cốc nó không có làm cho mình khổ, mà chính vì mình dính mắt đó, mình đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, phải tiện nghi như thế này, như thế nọ. Chính cái đó là phiền não làm khổ đau. À, thành ra đó, quý vị tác ý tốt đẹp, thiện lành, đúng pháp là quý vị có phước. À, còn vấn đề á, cái gì thọ nhận, nếu thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật tốt đẹp thì gì đó có phước, nếu sai trái, à, không đúng theo bổn phận, không đúng theo lời dạy của Đức Phật thì gì đó nhận lấy cái hành động của mình. À, mình đâu có dính dáng gì tới, phải không? À, mình làm cái việc của mình vậy thôi, công việc ai nấy làm. À, như ngài hòa thượng ngài nói đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. À, nhân nào quả nấy anh ơi. À, mình gieo trồng những cái tốt đẹp thiện lành thì mình nhận lấy cái quả lành, còn ai làm sai trái sai phạm thì người đó phải nhận. À, mình không cứ dính dáng gì tới. À, thành ra quý vị cứ an tâm, mình làm với cái tác ý thiện lành để hỗ trợ, à, để mình làm cho tốt đẹp, à, cái bổn phận của mình, à, là tốt. Còn cái vấn đề á, cái vị kia thì vị kia nhận mình có liên can gì tới á. À, xin giải thích cái câu thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui, phục vụ tâm bảo tốt đẹp, à, tạo nhiều lợi ích. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dân sư rất là nhiều đã giảng dạy cái thắc mắc của con. Dạ. Dạ, đầu tràng quý vị còn câu hỏi không đưa lên đi. Đồng hồ Nhật Quỳnh còn 7 phút nữa quý vị. Diêm Nhung còn câu hỏi không? Thiện Vũ có gì vướng mắc ngoài cái đề tài của sư giảng ra, quý vị có thể hỏi, à, sư giảng dạy cho chúng ta mở được những cái thắc mắc trong lòng. Diêm Nhung còn đó không? Dạ Thiện Vũ. Dạ quý vị còn không? Còn câu hỏi không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? À? Dạ mà còn không, nếu còn câu hỏi thì đưa tay lên. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Không còn phải không? Dạ đạo tràng còn câu hỏi không quý vị? Câu hỏi Nhật Quỳnh hỏi mất phần ráng chịu rồi nha. Rồi, dạ vậy con xin hỏi. Dạ, cái này là con lấy con làm ví dụ nha bạch sư. Dạ, con lấy con làm ví dụ. À, thí dụ như con đi, để cho nó dễ hiểu, để hỏi lòng vòng nó hơi khó hiểu. Dạ, thí dụ như con đi, dạ con muốn xuất gia, nhưng mà mình nghĩ tương lai mình chắc phải coi cháu này kia, mà giờ mình xuất gia rồi nữa đó, đến cái lúc mà mình phải có công việc, phải coi chừng cháu nhỏ này kia nọ đó, thì một là mình xả y để về nhà giữ cháu, hoặc là mình nhà mình cứ để cái hình tướng cư sĩ để mà, tại mình nghĩ rằng có thời gian mình phải làm cái công việc đó. Thì giờ mình để cái hình tướng cư sĩ, nhưng mà tâm mình thì có ý xuất gia, có nghĩa là mình vẫn tu tập, mình vẫn thế này thế kia, coi như là dùng cái thời gian tu tập
nhiều hơn. Mình không có dùng cái thời gian để mình chơi bời, hoặc mình coi phim, hoặc mình thế này thế khác. Thì bạch sư, nếu hai trường hợp như vậy, dạ con xin sám hối. Thì con phải chọn cách nào? Hoặc là chọn cứ giữ cái hình tướng cư sĩ đến khi nào mình cảm nhận được mình đã xong việc thì mình hãy xuất gia, hay là mình xuất gia ngày nào được thì hay ngày đó đi, chứ biết chết ngày nào mà ngồi mà phải chờ. Thì trong hai cái điều kiện này, nếu mình xuất gia rồi lúc nào cái cần thì mình lại thay để mình ra mình lo cho con cháu, thì sư chỉ dạy dùm cho con cách nào tốt nhất để cái tuổi già mình lỡ mình ra đi thì nó có sự yên ổn đó bạch sư. Dạ con kính nhân mình đến sư, sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thật sự ra đó, cái tu á, hay là mình nói sửa, nó không cần phải chú trọng quá nhiều về cái hình thức, mà do cái tác ý, cái trí tuệ của mình là quan trọng. Thấy không? Ta nói sao? Chiếc áo không làm nên nhà tu. Có những người thân xuất ly nhưng mà tâm không có xuất ly. Không? Nhưng mà có những người á, ta sống ở đời nhưng mà ta không có vướng bận. Quý vị thấy rằng cũng có những cái hàng cư sĩ rất là tốt đẹp. Như là hiện tại đó, bữa nào cô Nhật Quỳnh đọc cái cuốn mà nói về cái đời sống của bà Dipama đó. Bà này á, là bà là một người cư sĩ nhưng mà tu tập rất là giỏi. Bà ở nhà lo công việc, tại vì con cái nó cũng đi làm mà, ở nhà mới phải giữ cháu. Nhưng mà người ta trong đời sống làm công việc dọn quét, nấu cơm nấu nước, giữ cháu, nhưng mà ta làm trong cái sự chánh niệm, người ta tu không đó. Rồi bà còn hướng dẫn cho người khác hành thiền thế này khác nữa. Thành ra đó, không phải hình tướng của cái sự cư sĩ hay là hình tướng của người tu mới là làm tu, mà mình tu ngay ở trong tâm chúng ta, tu trong sinh hoạt, tu trong đời sống. Tu là để diệt trừ cái phiền não trong nội tâm. Còn mình bây giờ mình xuất gia mà mình còn vướng mắc, mình bận rộn, mình lo nghĩ cho con cho cháu, thì giờ có hình thức là người tu đi chăng nữa là cái tâm mình cũng bận rộn. Còn bây giờ mình ở nhà, mình làm tròn bổn phận và mình biết cách tu tập, thì hai cái ở đâu hoàn cảnh nào mình tu cũng tốt hết. Có đôi lúc cái hình tướng để nó hỗ trợ, nó nhắc nhở cái sự nỗ lực tinh tấn cho bản thân mình, ráng tu tập. Nhưng mà có đôi lúc khi mà cái tâm mình vững mạnh thì ở hoàn cảnh nào mình cũng tu được. Tu là gì? Mình đừng bao giờ để cho phiền não nó chế ngự ở trong nội tâm mình. Chứ không phải mình ở chùa mới tu, tụng kinh niệm Phật mà mới tu. Mà tu bất cứ khi tụng kinh niệm Phật mình cũng tu, mà quét chùa mình cũng tu,
mà tắm rửa giặt giũ mình cũng tu, ăn mình cũng tu, là mình sống trong cái sự chánh niệm, là mình tu. Lúc nghèo mà không có phiền não hiện khởi trong tâm, không bị chi phối, không bị khống chế của phiền não, lúc đó mình an ổn, là mình tu. Thành ra đó, cái đời sống Đức Phật không bắt buộc ai cũng phải tu hết, mà Đức Phật cũng không có cấm ai để mà sống trong gia đình, miễn làm sao mình thấy cái phổng phận, cái sự tu tập của mình nó tốt đẹp là được. Chỉ trừ ra bậc thánh A La Hán là phải xuất gia. Nếu mà không có duyên xuất gia thì phải niết bàn, tại vì cái vị thánh nhân A La Hán là hoàn toàn không có cái hình tướng của người tại gia rồi. Còn bậc A Na Hàm cho bậc tu đầu quần đó, là hàng cư sĩ rất là nhiều. Thành ra đó, quý vị ráng thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Khi nào mà chúng ta cố gắng nỗ lực sửa đổi, cái tâm có đầy đủ niệm huệ, chánh niệm tỉnh giác, không để cho phiền não tham sân si chi phối, lúc đó là mình tu. Bất cứ trong hình tướng gia hay người tại gia, thì đó không có nhất thiết, mà mình ráng mình sửa đổi cái tâm. Thành ra ngàn hòa thượng nói là tu là gì? Tu là sửa cái tâm của mình, tại vì tâm mình bị phiền não tham sân si, nó che án, nó bận nhơ, cho nên bây giờ mình Đức Phật nói là thanh lọc, thanh lọc, mình sửa đổi cái tâm, chứ đâu phải sửa đổi ở cái bộ đồ đó, mà sửa đổi ở cái tâm, ở cái trí tuệ chúng ta. Bây giờ thì cũng hơi lố giờ rồi. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang kính chúc tất cả quý vị khỏe mạnh an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ mời cô Nhật Quỳnh quan hỷ sám hối rồi sư xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Con xin được xin mời quý vị cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp. Bụt tam ăn ghê nà vạn đê hăng ba đập phạm xung và bụt tam ăn bụt thể dơ khá lý tổ đô sơ bụt thô khả mạch tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng thâm anh cho đức quý thần hòa răng. Thầm mê dô khá li tô đổ sô thầm mô thầm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng săn khanh cha đưa vị thoát tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô tham mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu để hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
Xin thay mặt chư tăng chúc phúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nuvave nasara sothe pavantu te. Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa thamma nuvave nasara sothe pavantu te. Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nuvave nasara sothe pavantu te. Tất cả phước báo hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà dạ. Sa thu lành thai. Dạ đạo tràng cho Nhật Bình hỏi, quý vị có nghe ở bên ngoài Nhật Bình có tiếng ồn không quý vị? Dạ quý vị có nghe tiếng ồn bên ngoài không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu. Alo. Chú Khá có nghe không? Dạ cảm ơn Vinh. Dạ cảm ơn chị Meta. Và đề quá ta san thì vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta sa thịnh ca rơn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha mắt cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa đa ba đa ba thi u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma sa ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta phật quản tu te cha la bu cha ye bi cha anh đã sam phát qua sẵn se ra cha ta a thế phụ bát ba thi ca niu ya ni căng tham ma qua răng ba tịch cha te sa bề ba được ha sa kha rôn tu sang kha văn tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha phụ ca la sang go ho tu sa mắc go và a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát cơ tư sát thẩm mô sát bê vi thẩm mà chạy nấu vô thinh sâm bà vô nảy gia mà thẩm mà đi dập mà quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xá ngữ yên hằng ngày ngữ nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hồ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bươm lõi không lường nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giới chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư Tăng Ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chùa Ngọc Đạt, tỉnh Thất Thiện Hữu, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi
xin hậu độ chư tôn đức pháp hệ khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này. Trợ duyên cho chúng con. Chờ con một chút xíu ạ. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sống đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dùng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni bana sabat cho vô hô tú. Y đăng quân nhân ni bana sabat cho vô hô tú. Y đăng quân nhân ni bana sabat cho vô hô tú. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni bana sabat cha yo hồ tu. Y đăng quân nhân ni bana sabat cha yo hồ tu. Y đăng quân nhân ni bana sabat yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được kính giới quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng, kính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành room Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, được bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, được bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được chào tạm biệt đạo tràng. Và con cũng xin phép được khép cửa room. Do đường truyền con nó cứ tới tới rất lui hoài nên đã trễ giờ quá rồi. Và con xin phép được khép cửa room lại ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính chào tạm biệt.